À, cho bạn à, rất vui khi bạn đã quay trở lại với Unotope.vn à, Trong ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đến với chức năng Text Typing ở trên website à, Đây là một chức năng giúp chúng ta có thể hiển thị được nhiều thông tin ở trên cùng một không gian à, Ví dụ ở đây tôi có tên thương hiệu là website của tôi Là Unotope.vn Cùng một không gian là một dòng tôi có thể hiển thị thông tin là học web đi làm à, kèm cặp qua nhóm kín à, Tạo dự án thực tế và lương là từ 8 đến 30 triệu một tháng. À, đấy là những lợi ích của cái khóa học untop.vn của tôi. À, nếu như bạn quan tâm thì bạn có thể là truy cập vào untop.vn để chúng ta có thể tham khảo thêm thông tin. Và chúng ta quay trở lại đây. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể hiển thị ra một chức năng nó hiển thị theo kiểu như thế này. Theo kiểu text typing. Đấy. Và chúng ta phân tích một tí ở trong thông điệp này nó có hai phần. Phần đầu tiên là phần cố định là phần cứng với cái phần này là một cái tên thương hiệu. Ví dụ cái tên thương hiệu của tôi là utop.vn, một trang web, một hệ thống đào tạo lập trình chuyên sâu để đi làm. Hoặc là chúng ta đưa vào đây một cái tên thương hiệu khác, một cái sản phẩm. Ví dụ iPhone 15 nó có những uh, cái điểm nổi bật gì thì chúng ta có thể liệt kê ra và đưa vào chức năng này thì nó sẽ sâu ra cho người dùng xem. Người dùng không phải là đọc rất là nhiều thông tin mà họ chỉ cần nhìn vào đây, họ sẽ nhìn thấy uh, những cái điểm nổi bật, những cái uh, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm đấy cho người dùng họ có thể là uh, tập trung vào và uh, qua cái thông điệp này thì nó sẽ gia tăng niềm tin cho khách hàng đúng không? Tiếp tục, nếu như bạn muốn xây dựng một trang portfolio, một trang CV để cho những nhà tuyển dụng họ uh, nhìn vào họ sẽ tìm hiểu thông tin của bạn để họ xem thử là bạn có phù hợp với công việc mà họ đang cần hay không thì bạn cũng có thể đưa vào đây về đầu tiên chúng ta có tên và về tiếp theo là những cái kỹ năng bạn đang có là kỹ năng lập trình những dự án bạn đã làm và tại sao mà họ nên thuê bạn vào trong công ty cũng như là thuê bạn làm những dự án freelancer đấy thì đây là một vài gợi ý để giúp chúng ta có thể là sau khi hoàn thiện được chức năng này thì bạn áp dụng nó vào trong thực tế để có thể là phát triển cái công việc cũng như là hành trình đi xin việc của mình. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng chức năng này và chúng ta sẽ tạo nó bằng những cái công cụ gì? Trong bài này thì tôi không có sử dụng bất kỳ một cái thư viện nào cả và chúng ta sử dụng HTML, CSS và JS thuần để chúng ta có thể thực thi nó. Và sau khi mà bạn xem xong cái bài học này, thì bạn sẽ biết được cách để chúng ta phân tích từng bước một từ những cái thông điệp ở trong mảng chúng ta chia nhỏ nó ra và đi xử lý từng cái ký tự một để nó hiển thị như thế này Đây là một chức năng mà nó không phải là nó quá khó nhưng nó không đơn giản để bất kỳ ai có thể làm được Và để như bạn ở đây, bạn học và bạn biết cách làm nó thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ có cái hiểu biết sâu hơn về mảng, chúng ta sẽ biết cách tư duy nhiều hơn khi chúng ta nhìn thấy những cái hiệu ứng để từ đấy chúng ta sẽ xây dựng cái dự án cái chức năng nó hoàn thiện hơn Rồi À, bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào phần code nhé Tôi quay trở lại với VS Code ở bên trong này, tôi có một uh, cái folder có tên là test typing. À uh, bạn tạo giúp tôi uh, một uh, cái file có tên là index.html. Và ở bên trong này thì ban đầu thì nó chưa có gì đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ tạo ra một cấu trúc là HTML5 như thế này. Đấy, test typing. Rồi, chấm chấm như thế này. Chúng ta có gì? Chúng ta có một cái thẻ h1 nhé đó, thẻ hạt 1 tôi đưa vào thẻ hạt 1 và đầu tiên chỉ là tên thương hiệu đó, ví dụ tôi đưa vào là youtube.vn đằng sau đó chỉ là cái nội dung tất cái thông điệp mà chúng ta muốn đưa vào và cái thông điệp này tôi đưa vào đây một cái ID có tên là highlight là cái nội bật được chưa rồi tôi ghi vào đây là học web đi làm youtube.vn học web đi làm ok bây giờ tôi sẽ chạy cái thằng này ở trên live server cho bạn xem để chúng ta nhìn thấy kết quả như thế này rồi và việc chúng ta là cần phải biến một cái chuỗi như thế này để trở thành phía bên phần demo này tôi quay trở lại ở bên trong này chúng ta bắt đầu thực hiện uh, việc xếp đặt cho nó uh, để phân hiển thị cái text nó đẹp hơn thì tôi sử dụng font có tên là Notosan cái phần Font này thì bạn à, có thể lên trên Google Font để bạn import vào nhé. Và ở bên trong này thì tôi sẽ select cho phần Body. Với Body thì tôi thực hiện à, thiết lập một cái Font Family. Nó có tên là Noto Sans. Và sau khi chúng ta thiết lập font xong thì bạn nhìn thấy nó hiển thị đẹp hơn đúng không? Tôi sẽ thực thi cho thằng hạt 1. Tôi thiết lập cho nó một cái font size lớn là 2rem độ lớn 2 rm như thế này. ở bên trong cái thằng hạt 1 này chúng ta có thêm gì? chúng ta có span highlight đúng không? tôi có class là highlight và ở bên trên phần demo thì chúng ta có một cái nền màu đen. Đấy chỉ nói vậy tôi quay trở lại đây. tôi thiết lập cho cái thằng body này có một cái background color màu black. ok quay trở lại thấy chưa? và thằng hạt 1 đầu tiên thì chúng ta cho nó màu gì? cho nó một màu trắng. F, F, F. Rồi Vậy là chúng ta đã thực hiện Xây dựng được cái phần hiển thị uh, Cái nội dung text như trên màn hình Và bạn nhìn thấy Cái text này Nó hơi đậm đúng không Đấy bên này nó mạnh hơn Đấy Muốn nó mạnh hơn một chút Đấy thì bạn đưa vào đây Một cái font weight 500 Đấy control add lại Ok Rồi Sau khi chúng ta đã xây dựng được Phần giao diện rồi Thì tiếp theo Chúng ta cần phải xử lý gs Và để làm việc với gs Thì ở đây tôi tạo ra Một uh, file mới này có tên là app.js bên trong này chúng ta đã thực thi và trước khi chúng ta uh, đi sâu vào thì bạn cần phải thêm vào bên dưới này uh, một uh, cái script RSC đấy và ở đây chúng ta có gì app.js rồi thì đầu tiên chúng ta cần phải alert lên chúng ta xem thử là chương trình chúng ta đã chạy vào đây hay chưa rồi như bạn như thấy thì khi tôi quay trở lại với trang Uh, type in text của chúng ta thì nó xuất hiện một cái thông điệp là ok uh, thông qua một uh, cái hộp thoại như trên màn hình. Điều này chứng tỏ là chúng ta đã uh, đi vào được cái file uh, app.js rồi. Tôi nhấp vào thì nó đã như thế này là ok. Và ở bên trong này đầu tiên tôi sẽ tạo ra một cái constant. Cái này tôi đưa vào đây là uh, tên là highlight cho nó bằng document guest element by id Đấy, để nó lưu cái thông tin của cái phần tử highlight Đấy. Và tôi sẽ thực hiện là con slot để kiểm tra xem thử là nó đã lên hay chưa à, Bây giờ tôi quay trở lại với phần giao diện Tôi view phần tử, tôi bấm vào đây Như bạn như thấy là chúng ta đã uh, join được vào cái phần tử highlight rồi à, Cả lý do chúng ta tạo ra phần tử highlight ở đây Là vì tí nữa là chúng ta cần phải thay đổi cái thông điệp ở bên trong này đúng không Chính như vậy nên chúng ta cần phải uh, lấy cái highlight ra và chúng ta sẽ sử dụng CS để thay đổi cái thông điệp của nó. Rồi tiếp tục bên dưới tôi tạo ra một mảng có tên là mass và cái thông điệp của chúng ta như thế nào thì bạn sẽ đưa vào đây. Và sau khi chúng ta có thông điệp rồi thì bước tiếp theo chúng ta cần phải làm gì? Đấy, chúng ta cần phải tư duy là cái thông điệp này nó sẽ hiển thị lần lượt từng bước một được chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ join vào phần tử này chúng ta hiển thị cái thông điệp của phần tử đầu tiên ở trong mạng sau đó sau khi đi qua tất cả những cái ký tự ở bên trong này rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang cái thông điệp thứ hai và sau khi hiển thị thông thông điệp thứ hai chúng ta sẽ đến với thông điệp thứ ba thứ tư và khi nào chúng ta kết thúc tất cả những thông điệp này thì chúng ta sẽ xoay vòng và cho nó chạy lại từ cái thông điệp đầu tiên và cứ như vậy nó sẽ chạy vòng tròn được chứ nào rồi À, bây giờ để chúng ta truy cập vào từng phần tử ấy thì chúng ta cần phải tạo ra biến để lưu chỉ số. đấy ở đây tôi có là uh, mass index. À, tôi có mass index rồi. mass index có nghĩa là cái mass sheet này là chúng ta có rất là nhiều thông điệp nhưng cái chỉ số của nó thì tôi sẽ cho bắt đầu bằng không, Đấy chưa? và bên trong này khi mà hiển thị ấy thì bạn nhìn thấy này nó sẽ uh, thực hiện cái việc là hiển thị từng ký tự một chính như vậy ở đây chúng ta cần phải có thêm char index và cái biến này nó giúp chúng ta theo dõi cái vị trí của cái ký tự ở trong cái chuỗi của chúng ta rồi tôi điền vào đây là không này bắt đầu từ không rồi bên dưới này để thực thi cái hiệu ứng typing thì tôi tạo ra một cái function Đấy, bạn ghi vào đây là typing Đấy, và để gọi cái function này tôi đưa vào đây một cái typing và ở bên trong này để chúng ta có thể hiển thị cái nội dung thì chúng ta cần phải đi vào từng người chỉ số một đấy chính vì vậy cái thằng type in này chúng ta có một cái tham số là match index là chưa cái chỉ số của cái thông điệp đấy khi chúng ta thực hiện cái việc là type in có nghĩa thực hiện cái việc hiển thị theo cái kiểu đấn phím ấy thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái match index này để lấy ra từng cái thông điệp bên trong để cho bạn đấy. ở đây tôi tạo ra một uh, biến có tên là Đấy, current mass và cái thằng này nó bằng gì nó sẽ bằng cái mass ở bên trên và nó sẽ truy xuất vào cái mass index để chưa nào Đấy. và bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ truy xuất vào uh, từng cái phần tử ở bên trong cái mạng mass và để giúp cho bạn có thể quan sát được thì tôi sẽ cancel lock nó lên và trong cái quá trình mà chúng ta hiển thị lên thì chúng ta sẽ truyền cái tham số vào cho nó Đấy, tôi có type in uh, 0 không Đấy thì nó sẽ đưa vào đây số 0, nó gọi với số 0 và kết quả là nó sẽ lấy ra cái phần tử đầu tiên của cái thằng uh, message này. Uh, bây giờ tôi quay trở lại này. Như bạn như thấy chúng ta đã lấy ra được cái phần học của app đi làm. Tôi quay trở lại đây. Tôi tăng thằng này lên 1. Tôi Ctrl S lại thì bạn như thấy chúng ta có kèm cặp qua nhóm kín. Được chưa? Đấy tôi tăng thằng này cho lên 2 thì nó sẽ đi vào cái thằng là tạo dự án thực tế đấy, rất đơn giản đúng không nào đấy. thì trước khi chúng ta đi vào cái hiệu ứng thay pin từng cái phân tử ở bên trong cái mảng tra này để thì chúng ta cần phải biết cách truy xuất cái này Đấy. thì bước vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho bạn tạo ra một cái hàm có tham số là mass index để chúng ta có thể truy xuất vào cái current mass để từ đó chúng ta sẽ hiển thị ra cái thông điệp của uh, từng cái phân tử ở bên trong cái mảng mass này và sau khi chúng ta đã đi vào được cái match index rồi thì bước tiếp theo chúng ta cần phải làm gì? Thì chúng ta cần phải đi vào từng cái ký tự bên trong này đúng không? Và hiển thị nó lên. Và để hiển thị cái thông điệp ở bên trong mỗi phân tử của mảng này thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái biến nữa là current char. Đấy, thằng này nó sẽ bằng current match.substring với cái phương thức substring nó giúp chúng ta có thể lấy những ký tự bắt đầu từ 0 cho đến một cái chỉ số thì tôi đưa vào đây một cái cha index và khi mà chúng ta đã lấy từ cái mảng current met này một cái chuỗi bắt đầu từ không đến một cái cha index thì chúng ta thực hiện việc gì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là sâu nó lên ở bên trên cái thằng highlight là tôi gọi đến text content và thằng này tôi sẽ đưa vào đây một cái nội dung giả dạ sử tôi đưa vào đây là ok đã tôi control s lại bây giờ tôi quay trở lại bạn nhìn thấy chúng ta có youtube.vn ok và việc của chúng ta là cần thực hiện cái việc là đưa thông tin của cái thằng current cha vào đây. Đấy, và ở đây tôi thay bằng là current cha.to s à, Hiện tại bạn nhìn thấy nó không có bất kỳ cái ký tự nào cả. Đấy. Nhưng ở đây tôi thay cái thằng trang cái đất này lên hai những hạn thì nó sẽ lấy hai ký tự đầu tiên của uh, cái thằng học web đi làm đưa vào. Đấy. Ví dụ cái thằng này, tôi đưa vào đây là sáu ký tự. s lại đấy thì nó đưa vào như thế này và việc của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ tăng cái số ký tự chai đất này từ không, chúng ta sẽ tăng lên bằng số ký tự của từng người chuỗi ở bên trong cái mảng messi này. Đấy thì chúng ta sẽ dừng lại. Thì ở chỗ này chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải kiểm tra nếu như nếu như cái thằng chai đất này nó vẫn đang còn bé hơn cái current match có nghĩa là cái thông điệp hiện tại và tôi sẽ truy xuất vào để lấy cái độ dài của nó Đấy, tôi kiểm tra thằng trái đất này này nó đang bé hơn cái massit chấm len có nghĩa là cái chỉ số trái đất nó vẫn đang bé hơn cái độ dài của cái chuỗi current match thì chúng ta làm gì thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là lấy cái thông điệp và đưa lên Đấy, tôi can ít đưa thằng này vào À, và sau mỗi cái lần mà chúng ta đưa cái thông tin vào hiển thị lên thì chúng ta sẽ tăng cái chai đất này lên để nó từ 0 nó lên 1 từ 1 lên 2 từ 2 lên 3 từ 3 lên 4 để cứ từng bước như vậy rồi đấy và ở đây thì tôi sẽ thêm vào một cái cha index cộng cộng là phép toàn cộng cộng như thế này rồi và để lặp đi lặp lại cái quá trình mà nó sâu cái thông tin lên bên trên cái thông điệp ấy thì chúng ta sẽ làm gì Đấy, với cái function này giúp chúng ta có thể gọi một hàm à, sau một khoảng thời gian nào đấy. Ví dụ ở đây tôi đưa vào là typing. Đấy. đấy. type pin Và tôi muốn đợi trong vòng 150 mili giây thì nó sẽ gọi thêm lần tiếp theo. Đấy có nghĩa là cái chương trình này nó sẽ pin có nghĩa là nó đánh từng ký tự một của từng cái chuỗi ở bên trong cái mạng này. Đấy. Và nó sẽ đi tăng lên từng bước một. Đấy, đầu tiên nó sẽ lấy ký tự đầu tiên này để sâu ra sau đó nó sẽ tăng thằng này lên tăng lên một và tiếp tục nó sẽ gọi cái thằng uh, set timeout và sau 150 giây thì nó sẽ gọi vào cái thằng thay pin này nó lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại tạo thành một cái vòng lặp rồi bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại với phần giao diện bên ngoài như bạn như thấy thì nó uh, báo cái thông tin là cannot read property of undefined và nó báo lỗi ở dòng 16, nó bảo rằng cái thằng current mass này nó không có giá trị khi chúng ta chạy lại như thế này thì nó không báo lỗi nhưng khi mà tôi đưa vào đây là type in 150 thì nó báo lỗi vì sao vì chúng ta gọi set timeout type pin nhưng chúng ta không đưa vào tham số thì chúng ta cần phải đưa vào đây là mass index để chưa ok rồi tôi control s lại như bạn nhìn thấy thì nó xuất hiện như thế này để tạo dự án thực tế Và nó chạy đến một số ký tự nào đấy Thì hiện tại thì nó đang dừng lại Đấy nó đang dừng lại như thế này Để tạo dự án thực tế Thì nó đang thiếu đi một ký tự đúng không à, Cái nguyên lý làm việc của thằng uh, substring này thì nó lấy từ 0 uh, Đến số Chỉ số này trừ đi 1 Chính là vậy là chúng ta muốn lấy đúng cái Chỉ số của trái đất thì chúng ta sẽ Cộng thằng lên một ký tự nữa tôi sẽ cộng lên một ký tự tôi Ctrl S lại rồi tạo dự án thực tế Ok Đấy Và uh, sau khi mà chúng ta đã chạy xong một vòng này rồi thì chương trình nó vẫn tiếp tục tiếp tục tiếp tục chạy nhưng cái ít này nó đã không thỏa mãn nên nó cứ thế chạy thôi mà nó không làm gì cả và ở đây chúng ta cần phải chép thêm cái điều kiện thứ hai và trong trường hợp một phần tử của mạng message đã chạy xong thì chúng ta cần phải tăng cái tháng mét index lên đấy và tạm thời ở đây tôi đưa vào làm mét index cộng cộng rồi tôi quay trở lại nhá chạy chữ án thực tế này 30 triệu một tháng đấy thì nó gặp phải lỗi như thế này đấy vì nó đang bị nối nhau đúng không đấy, nối nhau bởi cái tháng tra index đấy và ở đây tôi cho cái cha index bằng không đấy vì khi mà chúng ta chạy xong rồi thì chúng ta cần phải cho cái match đất là tăng lên để nó truy xuất vào phần tử mạng tiếp theo của cái thằng match xít này và khi đi qua cái phần tử tiếp theo rồi đấy thì chúng ta cần phải hiển thị từ ký tự đầu tiên đến ký tự cuối cùng của cái phần tử mạng đó chỉ như vậy ở đây thì chúng ta sẽ reset chúng ta cho trái index bằng không quay trở lại này chào dự án thực tế lương 8 đến 30 triệu một tháng rồi ok khi nó chạy đến lương 8 đến 30 triệu một tháng thì nó lại tiếp tục tăng đúng không nào đấy và trong trường hợp nó tiếp tục tăng thì nó lại không tìm thấy cái phân tử tiếp theo của cái mạng basit này vì mạng này chỉ có bốn phân tử thôi Chính như vậy thì chúng ta cần phải đưa ra một cái giới hạn nếu như mà thằng mét đất này nó đã vượt qua cái tổng số phân tử của messit thì chúng ta cần phải thực hiện một cái logic khác được chưa đấy thì ở đây tôi sẽ cho vào một cái led này Đấy, và nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng massis length Thực hiện cái việc là console log tôi gọi đến massis.land chúng ta xem kết quả Như vậy nhận thấy chúng ta có 4 Đấy, điều này chứng tỏ là chúng ta đang có 4 phần tử ở bên trong cái mảng thông điệp của chúng ta Đấy, thì ở bên dưới này chúng ta cần phải đưa ra một cái logic Nếu như cái thằng mass index có nghĩa là cái trị số ở bên trong cái mảng massis Nó đang còn bé hơn cái thằng bẻ hơn cái thằng trên này thì chúng ta sẽ làm gì thì chúng ta sẽ thực hiện là cho cái thằng mét này là tăng lên Đấy chưa để cho thằng mét này tăng lên còn trường hợp ngược lại là chúng ta cần làm gì ngược lại có nghĩa là vượt qua rồi vượt qua rồi thì chúng ta sẽ cho cái thằng mass index này bằng 0 để nó sẽ xoay vòng nó sẽ bắt đầu lấy từ cái phần tử đầu tiên tăng lên tăng lên đến cuối nó kiểm tra kiểm tra vượt quá rồi thì nó sẽ quay trở lại với phần tử đầu tiên OK tôi quay trở lại nhá Như bạn nhận thấy chúng ta có youtube vn đường 8 đến 30 triệu một tháng rồi ở đây thì nó vẫn báo một cái lỗi này nó báo là uh, không thể làm việc với cái thằng len này uh, bạn lưu ý giúp tôi cái chỉ số mạng của chúng ta nó sẽ uh, lấy từ 0 đến Uh, n trừ một đúng không đấy và để cái mét này đấy chúng ta muốn tăng nó lên thì chúng ta cần phải uh, so sánh với cái thằng mét trừ một thôi bạn nhìn thấy chúng ta có youtube vn tám ba triệu một tháng web đi làm kèm cặp qua nhóm kín rồi bây giờ nó bay tạo dự án thực tế lương tạm 30 triệu hoặc web đi làm được chưa nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại như vậy là cái thông điệp đầu tiên chúng ta nó hiển thị lên có phải là học web đi làm hay không Đấy, tôi reload lại bắt đầu thì nó hiển thị là tạo dự án thực tế đúng không <laughs> chúng ta để ý là ở bên dưới này chúng ta đang gọi là type in 2 thì chúng ta cần phải đưa vào đây là không để nó xuất phát từ cái chỉ số đầu tiên này Đấy, tôi quay trở lại đây tôi reload này để bạn nhìn thấy học của đi làm đúng không nào kèm cặp qua nhóm kín tạo dự án thực tế lương 8 đến 30 triệu một tháng được chưa nào đã, và trong cái quá trình mà bạn thực thi, bạn muốn quan sát những cái nội dung của chúng ta bất kỳ cái phần tử nào thì bạn có thể là uh, thực hiện cái việc là uh, console log lên ví dụ bạn muốn xem là từng ký tự nó nhảy lên như thế nào thì bạn có thể đưa vào đây cái phần hiển thị của uh, current char lại ctrl s lại để bạn nhìn thấy này để học Đã, bắt đầu là H, nhá sau để h o rồi hờ o c Đấy chưa học của app đi làm đúng chưa đi qua từng phần và thực hiện và sử dụng substring để tăng cái ký tự lên cho đến khi nào nó hết cái chuỗi đó thì nó sẽ chuyển sang cái phần tự tiếp theo trong video này tôi chia sẻ cho bạn cái kết để chúng ta tạo ra một chức năng rất là hay có tên là type in text. à, tôi tóm tắt lại những nội dung mà chúng ta vừa làm khi mà chúng ta thực hiện cái chức năng này, thì đầu tiên chúng ta cần phải tạo ra một cái phần hiển thị. Với phần này chúng ta có một thẻ hạt một ở bên trong này. Chúng ta có một đoạn tất cố định, chúng ta có một cái khu vực để hiển thị cái thông tin động mà chúng ta sẽ truyền theo sau đó. Tiếp tục chúng ta sẽ đi vào phần GS đúng không? Ở bên trong này chúng ta cần phải tạo ra một cái highlight, một phần tử highlight. Cái thang này chúng ta sẽ trỏ đến cái ID highlight ở bên trong cái phần giao diện đấy à, mục đích là tí nữa là chúng ta sẽ thực hiện cái việc là cập nhật cái nội dung của nó rồi ở đây chúng ta cần phải tạo ra một cái mảng message cái mảng này là tất cả những cái thông điệp mà chúng ta muốn hiển thị lên ở trên cái phần highlight này à, để làm việc với cái nội dung message này thì chúng ta cần phải tạo ra một cái message land để biết được là tổng số phần tử ở bên trong cái thằng message này Đấy, để bên dưới chúng ta sẽ kiểm tra và thực hiện cái việc là xoay vòng cái nội dung hiển thị ở bên trong ASCII. À, tiếp tục ở đây chúng ta cần phải tạo ra một cái max index vì để chúng ta truy xuất vào từng cái phần tử này thì chúng ta cần phải có một cái index và tôi tạo ra max index vào ban đầu thì chúng ta sẽ xuất phát từ không để trỏ vào phần tử đầu tiên. Tiếp tục, khi chúng ta đã trỏ vào từng phần tử này rồi thì chúng ta cần phải đi qua từng cái ký tự một và chúng ta hiển thị nó lên. Đấy, à, tôi sử dụng cái substring để có thể lấy ra một cái đoạn ký tự ở bên trong cái chuỗi dài này và cái đoạn ký tự này nó sẽ được tăng dần à, từ một ký tự, hai ký tự, ba ký tự cho đến khi nào à, đi hết tất cả những ký tự của cái chuỗi đó thì thôi. Đấy. Và để có thể là à, tạo ra một cái à, phần hiển thị như vậy thì chúng ta cần phải có một cái char index để theo dõi cái vị trí của à, cái ký tự ở bên trong cái chuỗi này để chúng ta xuất ra. Và tiếp tục ở bên dưới này chúng ta tạo ra một cái function có tên là type pin. À, cái phần này rất là quan trọng là chúng ta cần phải điền vào cái mass index. Chúng ta muốn hiển thị cái thằng nào lên thì chúng ta cần phải đưa vào đây cái chỉ số của nó. Và khi đã có chỉ số thì ở bên trong này chúng ta cần phải tạo ra một cái current mass. Current là hiện tại, mass có nghĩa là cái thông điệp hiện tại. Cái thông điệp hiện tại nó sẽ bằng cái mass ở bên trên này và gọi vào cái chỉ số match index ban đầu thì nó sẽ gọi vào cái thằng không đúng không nào rồi tiếp tục khi chúng ta đã có current match rồi thì bạn cứ thực hiện cái việc là cắt số lock lên để chúng ta xem thử là current match của chúng ta đã đúng hay chưa rồi và sau khi chúng ta đã có current match rồi thì câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để chúng ta có thể đưa cái thông điệp uh, lên cái phần hiển thị người dùng và nó sẽ tăng cái số ký tự là từ 0 Uh, một cho đến hết cái chuỗi đấy thì khi mà chúng ta muốn sâu lên thì bạn cần phải nhớ để sâu dữ liệu lên thì cái chúng ta cần phải có dữ liệu và sau đấy là chúng ta thực hiện cái việc là sâu lên để có dữ liệu thì chúng ta sử dụng cái substring. đây là một câu lệnh để chúng ta có thể lấy một cái chuỗi nhỏ ở trong một chuỗi to và cái chuỗi nhỏ này chúng ta xuất phát từ vị trí số 0 ví dụ ở đây tôi lấy từ vị trí số 0 tôi lấy một ký tự thì tôi sẽ lấy được chữ h tôi lấy hai ký tự thì tôi sẽ lấy được từ h và đấy tôi lấy ba ký tự thì lấy được là h o c để cứ như vậy nó sẽ tăng lên khi mà chúng ta truy xuất vào tăng sát trí này vị trí số không và lấy đến cha index cộng một cái phần này tôi đã có giải thích cho bạn lúc này rồi đúng không thì chúng ta sẽ đưa nó vào bên trong thằng cứu rèn cha đấy sau khi chúng ta đã có nội dung rồi thì bước tiếp theo là chúng ta cần phải làm gì chúng ta cần phải hiển thị cái nội dung đấy lên trên phần highlight tôi từ highlight tôi gọi tách Content. đây là một thuộc tính để giúp chúng ta cập nhật nội dung vào bên trong cái thằng highlight này và giá trị của nó chỉ là current cha và sau một vòng như thế này thì chúng ta cần phải làm gì chúng ta cần phải tăng cái thằng cha index lên Đấy, tôi tăng lên một cái đơn vị tôi sử dụng cái toán tự là cha index cộng cộng và sau khi tăng lên rồi thì chúng ta cần phải làm gì nhỉ chúng ta cần thực hiện cái việc là set timeout type in Đấy, để cho nó lặp đi lặp lại cái phần này và cái tham số tôi điền vào là mét đến đất và những cái lần mà nó sẽ đánh ký tự này nó sẽ kết nhau là 150 ml giây để cứ 150 ml thì nó sẽ gọi cái hàm này một lần và cái hàm này nó có tham số là mét in đất và tiếp tục như vậy nó sẽ kiểm tra trái đất nếu như nó đang bé hơn cái current mass chấm len thì nó sẽ thực hiện cái việc là để lấy cái nội dung của current chart sau đấy nó sẽ cập nhật cho thằng này và nó tăng cái đất lên một. đấy nhưng mà khi nó tăng tăng như vậy nó sẽ đến một lúc là cái chuỗi này nó đã hiển thị hết cái nội dung thì chúng ta cần phải làm gì chúng ta cần phải nất sang cái tháng match index tiếp theo đúng nào? chỉ như vậy ở phần L này chúng ta cần phải kiểm tra nếu như cái match index chúng ta nó đang bẻ hơn cái match, match length trừ 1 đây, mét chúng ta đã lấy bên trên nó chỉnh bằng nó bằng số phân tử của cái mảng mát này nếu như cái thằng mét index này nó bé hơn cái mét trừ một thì chúng ta sẽ tăng cái thằng mét index lên một đơn vị đấy và từ không thì nó sẽ tăng lên một mà từ một nó tăng lên hai đúng không nào để cứ như vậy và trong trường hợp nó tăng nó vượt qua khỏi cái thằng mét này thì chúng ta cần phải cho mét index trở về không để nó lại xoay vòng nó bắt đầu hiển thị cái phần tử đầu tiên, phần tử thứ hai, phần tử thứ ba, phần tử thứ bốn, phần tử n và sau đấy nó sẽ vượt qua và nó cập nhật lại là không, đấy, nó sẽ hiển thị xoay vòng và trong cái phần L này sau khi mà đã hiển thị xong một cái chuỗi của một phần tử ở bên trong message thì chúng ta cần phải cho cái trái đất trở về không để nó bắt đầu hiển thị từ cái tự đầu tiên của cái chuỗi tiếp theo đúng không nào và kết quả là chúng ta có như trên màn hình mọi thứ nó hiển thị rất là ok. À, tôi biết rằng khi bạn theo dõi cái bài học này thì à, rất có thể là bạn xem nhưng bạn vẫn chưa hiểu lắm. Điều đó cũng rất là dễ hiểu thôi. Tại vì sao? Vì trong cái bài học này chúng ta không những là sử dụng những cái kỹ năng đơn giản của GS mà chúng ta lại đi sâu hơn về cái việc là phân tích cái tư duy thuật toán. Khi bạn làm những bài toán này, bạn có phân tích, bạn hiểu được là cái luồng xử lý từng bước một, từng bước một như thế nào thì khi mà chúng ta bước vào những bài toán to hơn thì chúng ta hoàn toàn là có thể uh, từng bước một chinh phục được nó. rồi và sau khi bạn theo dõi video này thì bạn học được những bài học gì thì bạn hãy để lại ở phần bình luận bên dưới giúp tôi uh, tôi muốn chia sẻ cho bạn thêm là YouTube ấy thì nó rất là chuộng những cái video mà có nhiều lượt like có nhiều lượt comment và nếu có thể bạn cảm thấy video này nó hữu ích cho bạn thì uh, đừng quên bấm nút like này và để lại những cái đoạn uh, comment ở phía bên dưới cái video này nếu như bạn làm tốt thì bạn có thể chia sẻ với tôi là là bạn đã làm thành công rồi bạn có thể gửi cho tôi một vài lời cảm ơn hoặc nếu như bạn đang làm nhưng bạn chưa hiểu cái phần nào thì bạn cũng có thể chia sẻ bên dưới giúp tôi thì tôi sẽ dần thời gian để đọc nó và chỉ cho bạn thêm những cái nội dung này để giúp cho bạn có thể hiểu thêm những cái phần mà chúng ta đã xây dựng ở đây những tương tác của bạn nó sẽ giúp cho kênh youtube của tôi nó phát triển hơn và đây chỉ là động lực để tôi làm ra nhiều video miễn phí để chia sẻ cho bạn nhiều hơn trong thời gian tới và có một số bạn ấy là hỏi tôi là anh có cái khóa học lập trình web đi làm hay không? Thì như đầu video tôi có chia sẻ rồi thì bạn hãy lên unitop vn Thì ở bên trên này thì tôi đóng gói cái lộ trình học để đi làm Và nó có 8 cái khóa học Và rất là nhiều bạn học đã đi làm tốt rồi Thì bạn có thể vào đây để xem cái lộ trình học nhé Và ở bên trên này chúng ta có phần miễn phí này Bạn nhấp vào Đấy, thì bạn điền thông tin vào thì tôi có một cuốn ebook chia sẻ cho bạn cái kết để chúng ta học cái kết để chúng ta có thể đi xin việc đi trả lời phỏng vấn và kết để có thể phát triển cái sự nghiệp chúng ta à, rất là nhiều bạn đã áp dụng những tư duy ở bên trong cái cuốn ebook này và đã có được cái công việc từ 8 đến 30 triệu một tháng thậm chí có nhiều bạn kiếm được 30 40 50 triệu một tháng rồi à, đấy là điều rất là tuyệt vời mà tôi muốn chia sẻ cho bạn à, thêm ở trong cái video này Ok Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo